Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ôi, sau video review về hình dạng Zygarde 10%, Zygarde 50% và mình đã làm video về hình dạng 100% rồi. Nhưng mà sau hai video về Zygarde 50 và 10% ấy thì có rất là nhiều bạn bảo mình làm lại đi thì ok. Nhưng mà lần này là mình sẽ làm Zygarde ở hình dạng là đổi sáng rồi nha các bạn nhá. Zygarde 100% nhưng mà hình dạng là đã đổi sáng nhá. Có nhiều bạn bảo là không nên đổi sáng. Tại sao? Mình nhìn đổi sáng nó đẹp mà. Hình dạng trước đổi sáng nó màu tối nhá, mà sau khi đổi sáng lên nhìn màu nó màu trắng rất đẹp chứ. Đâu đến nỗi xấu đâu nhỉ. Mà nhiều bạn bảo là anh ơi đừng có đổi sáng, xấu lắm. Nhưng mà nói thật, game này các bạn muốn mạnh là các bạn bắt buộc phải đổi sáng nhá. Vì sau khi đổi sáng ấy, thì tổng điểm đơn lẻ của các bạn nó sẽ tăng lên là 20%, nâng cấp luôn. Rồi. Thì cái arc là mình đang làm review cho các bạn con Zygarde 100 này thì arc này arc bán các bạn nhé. Bạn nào mua thì inbox trực tiếp cho mình nhé. Arc này là giá là 2.8 triệu nhé. Bây giờ mình sẽ nói giá luôn ở dưới mỗi arc cho mọi người tham khảo. Ok, vào vấn đề chính. Đó chính là em Zygarde 100%. Em này thì ở tính cách chuẩn luôn các bạn nhé. Mọi thứ đều chuẩn, nhưng mà mình sẽ đi lần lượt, đi sơ qua một tí rồi mình sẽ test em nó qua một vài trận đấu cho mọi người tham khảo. Ok, đầu tiên là về phần duyên. Thì sau khi lên hình dạng 100% thì nó sẽ mở cái ô duyên ghép cuối cùng, là cái duyên ghép em Hiêu này này. Nhưng mà mở ra cũng chẳng gì, vì căn bản là ở server Việt Nam thì nó cũng chưa có. Em Hiêu này chưa được về server Việt Nam. Chắc là một là phiên bản tiếp theo, hay là ở trong một số event tiếp tới ấy, thì admin sẽ cho rút em nó, chứ hiện tại là cũng chưa biết em nó xuất hiện ở trong đâu để sở hữu cả. Còn em Mew này thì các bạn điểm danh 7 ngày đầu là sở hữu này. Mewtwo là các bạn quay kim cương cao cấp hên xui. Còn em dễ kiếm nhất là chính là em Mew và em Evito. Evito thì các bạn bắt ở trong thời gian bão tuyết, bão tuyết ở trong mê cung cao cấp. Cũng dễ, là rất là dễ bắt thôi. Về cái đó là về phần duyên nhé. Thì duyên thì bet thì qua các đời tiến hóa nó không thay đổi nhiều. Phần lớn thay đổi là nó thay đổi ở cái phần là hệ thống kỹ năng ấy. Đây các bạn xem này. Con chó hình dạng 10% nó cũng không có đổi sáng này. Đấy, con rắn đổi sáng lên màu nhìn đẹp phết nhỉ, màu xanh xanh trắng. Đấy, đấy. Đây, còn đây là hình dạng cuối. Rồi, còn cho các bạn xem qua tổng điểm đơn lẻ này. Mắc ping hết các bạn nhé. Nick này gọi là đã tẩy mắc ping luôn cho các bạn chơi luôn. Các bạn nào muốn chơi thì con Zygarde, có trải nghiệm Zygarde thì các bạn xúc em này về thì có tuyệt vời. Chứ các bạn nói thật, với giá 2.8 triệu các bạn nạp phải gấp đôi số tiền đó. Cũng may ra vẫn chưa sở hữu được em một mình em Zygarde 100% đâu. Các bạn phải gấp đôi số tiền, các bạn nạp 5 triệu vào chứ chắc đã đủ khả năng để sở hữu được em Zygarde 100% đâu nhá. Mà đây đã đột phá mắc ping luôn. Mà còn chưa nói là nâng cấp, các bạn nhìn này. Nâng cấp lên 150, 150 này, 100 này, rồi các bạn không? Nâng cấp lên các chỉ số quá tuyệt vời luôn. Tính cách mắc chuẩn thì em nó, tại sao tính cách chuẩn? Vì em nó là dùng đa mà. Nên đương nhiên có hai tính cách hợp lý cho các bạn lựa chọn. Đó là tính cách trừ crit cộng speed hoặc trừ crit cộng đam. Còn em này, còn là một em có cái hệ thống Pro SS nha. Để mà được cái Pro đặc trưng dành riêng cho Zygarde 100%. Đây, tên Pro là Aura Base. Các bạn này, cái để tẩy cái Pro này thì chắc chắn các bạn phải chỉ có dùng được thẻ đặc ASS nhá. Mà tẩy ra cái SS này nó rất là khó. Nó sẽ giúp cho chúng ta vô hiệu hóa yếu điểm của hệ đất. Đấy các bạn nhìn này, vô hiệu hóa yếu điểm hệ đất, vô hiệu hóa khi chịu sát thương hệ băng, cỏ, hệ nước. Sát thương bị giảm đi 50%, có nghĩa là tăng cho gọi là em này á, cái hệ đất của nó này bị hệ, đây các bạn cho bạn xem nhá. Hệ nước đánh nhân 2 này, hệ cỏ đánh nhân 2 này, hệ băng đánh nhân 2 nhá. Thì sau khi tẩy được cái Pro này thì nó chỉ còn là đánh bị giảm đi 50% liền đấy, gọi là tránh bị sốc đam chết. Thì em này mà gặp em như kiểu là thần đàn cỏ đấy, nó đánh skill cỏ mà nằm ngay. Rồi, vậy là đó là về phần tổng điểm, phần crit và phần speed Pro. Còn bây giờ mình sẽ vào phần vấn đề chính, đảo qua một tẹo phần skill nhá. cộng luôn, hết cha vàng rồi. Các bạn thấy không? Khi level skill lên level cao ấy, vàng dùng để nâng cấp skill rất là tốn. Các bạn nhìn này, hơn 100.000 vàng một cấp độ của skill luôn. Đó, ok, mình sẽ điểm qua nhanh hệ thống skill thôi, vì mình cũng đã làm về dạng trước khi đổi sáng của em nó rồi nhá. Thì đầu tiên là skill trừng trị. Thì cái skill này nó sẽ giúp chúng ta là xóa tất cả bút tốt của phe địch nhá. Là uy lực skill rất là cao luôn, 140 này, mà nó được cái lợi nữa là chuyển hóa 100% sát thương thành HP bản thân. Thì sát thương các bạn càng cao thì độ hồi phục của các bạn được càng nhiều. Ví dụ các bạn gây ra tầm 5 đến 600.000 sát thương chẳng hạn, thì các bạn gần như là hồi được lên 100% nhé. Mà nó là tạo sát thương hệ rồng đam nữa chứ. Hệ rồng nó gây sát thương lên rất là nhiều hệ, nhân 2, rồng đánh rồng cũng nhân 2 luôn. Nếu mà trong game em này mà không bị sốc đam chết trước ấy, em nó mà đủ nộ, em nó dùng ulti ngược lại thì lật ngược thế cờ như kiểu là cái lộn bàn. Rất là đơn giản luôn. Rồi, skill tiếp theo là skill mắt rắn. Cái skill này là tạo sát thương hệ đam lên đối phương, khiến kẻ địch không thể hồi nộ trong vòng 3 hiệp. Phạm vi thân thể, uy lực skill 70. Cái skill này khắc chế rất tốt em Zegi Gap. Vì em Zegi Gap, em đấy là một trong những em công thủ khá toàn vẹn, có khả năng hồi phục mạnh nhất hiện nay. Đó chính là hồi phục 100% HP luôn, không phải dựa trên skill gì cả. Các bạn gần chết đi chăng nữa, các bạn chỉ dùng được ulti là các bạn hồi đầy cây máu, tanh rất là trâu. Thì cái này có thể dùng để khắc chế em nó tốt này. Thì em nó không đủ nộ thì làm sao dùng được ulti, thì lại càng dễ đa sốc đam chết thôi. Hoặc là cái khắc chế em hô chẳng hạn. Các bạn sợ nhất là khi hô về không máu, ít máu ấy. Hô càng ít máu ulti càng mạnh, thì các bạn có cái skill này này, mắt rắn, các bạn dùng cái thì hô không thể dùng ulti được, thì các bạn cũng không phải lo về khả mình là đánh hô mất bao nhiêu máu như thế nào nhá. Rồi, đến skill tiếp theo, Lance Watch. Tạo sát thương hệ đất đam, tấn công có tỷ lệ cao bạo kích, phạm vi đơn thể, uy lực skill 75. Cái này chỉ gây sát thương này thôi á, không có gì đặc sắc phết nhỉ. Với cái giá 10 triệu để cho em nó thì gần như phải là tất cả skill của em nó đều phải thuộc dạng ba đạo chứ. Rồi, hai skill này khá là ổn này. Còn cái skill thứ ba này mình thấy nó đánh giá bình thường. Để xem cái skill cùng lúc như thế nào đây. Tạo sát thương rồng đam, tấn công sẽ xóa tất cả bút tốt của phe địch, phạm vi đơn thể, uy lực skill 80. Wow. Thế thì đánh giá khái quát chung là em này là một em chuyên gia xóa bút nhé. Chuyên gia xóa bút luôn. Khác hoàn toàn ngược với Celebi. Celebi thì là chuyên bút, thì em này là chuyên xóa. Đấy các bạn thấy không? Có hai skill xóa này, xóa bút tốt của phe địch này, một skill cấm hồi nộ này. Có mỗi cái skill này là skill phế vật nhất của em này thôi. Ba cái skill này rất là tuyệt vời. Nhất là khi mấy con nó cần khoảng thời gian tăng tiến sức mạnh để kích hoạt đầy đủ số lần snack của long ngữ hoặc là gia tốc chẳng hạn. Các bạn xóa sạch đi thì tuyệt vời. Tí nữa mình vào mình test cho kỹ cho các bạn xem. Rồi, còn bị động của nó là tăng 10% sức tấn công sau khi bị HP dưới 10%, miễn dịch bút khống chế và không chịu ảnh hưởng khi Dam Death Crit AZM bị giảm. Có nghĩa là em này gọi là không sợ bất kỳ con nào có khống chế được nhá. Miếng kháng tất mọi con khống chế, kể cả giảm Dam giảm Death luôn. Các chỉ số sẽ không bao giờ bị giảm, nên các bạn yên tâm. Tuyệt vời luôn. Để xem nào. Skill bị truyền. Đây các bạn nhìn nha, nick này này. Skill truyền này các bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn. 10 triệu để bỏ ra chỉ để sở hữu được em Zygarde này 100%. Nhưng mà các bạn ấy chỉ sở hữu được hình dạng thôi nhá. Chứ cái nâng cấp này, là các bạn phải bỏ thêm tiền đấy. Đây, nhất là phần đột phá này thì không biết bao nhiêu tiền nữa luôn. Nói chung là ác này 2.8 triệu là quá rẻ. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mặc đồ, ok đủ rồi, gộp 26 à. Rồi tuyệt vời rồi. Bây giờ mình sẽ test em nó cho bạn xem nhá. 888.000 lượt chiến thì mình test luôn với tem 1.2 triệu đi. Đây đây. Mình sẽ test luôn với bạn 1.2 triệu luôn, không phải ngại. Giải cứu gì hết, giải cứu cũng không thể khống chế nổi. Rồi, xem nào. Đây, xóa luôn. Rồi, cái skill rồng này, rồng nhân 2 này. Vì Palkia là hệ rồng nước này. Đấy, rồng nhân 2. đã sát thương này, xóa tất cả bút tốt phe địch nhá. Ví dụ đây, Bankia nó dùng sau lượt đánh nhẹ thì nó sẽ được tăng cái, nó dùng long ngữ đúng không? Polo long ngữ, mà long ngữ là như thế nào? Thì sau mỗi lần đánh nó sẽ tăng một 8% crit. Thì các bạn nhìn không? Nó có hiện cái dấu 5 lần này. Bây giờ mình sẽ dùng skill cùng lúc của mình nhá. Các bạn thấy không? Xóa luôn cái dòng long ngữ của nó dùng mà nó tăng rất là nhiều. Đây, Luga bút lên này. Mình sẽ đánh con Luga trước vì cho các bạn xem. Xóa tất nhá. Đấy, xóa hết luôn cả AZM luôn. Có mỗi cái sự tăng speed kia là do cái đấy là bi động của con Palkia không xóa được. Con Palkia thì nhanh chết quá. Rồi đây, dùng tiếp skill tiếp theo, skill hệ thường. Khiến đối phương không thể hồi nộ nhá. Các bạn nhìn này, mình bắn này. Ui dồi ôi, đố nó hồi nộ luôn. Không thể dùng skill bay lên đậu xanh. Nó lại dùng huy hiệu trị liệu xóa mất tiêu rồi. Rồi đến skill đất này, các bạn nhìn này. Đất đánh bay dùng lửa nhân 2 thì xem nào. Chết động. Ui. Bạo kích cao thật, đánh quả bạo kích phát chết luôn. Rồi trừng trị kẻ hình chữ Z. Ui 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 rồi ôi, quá tuyệt vời. Tem mình đánh với tem nó trên lệch lực chiến quá. Phải test với bạn tầm 1,5 triệu lực chiến luôn mới được. Đây rồi, mình sẽ test với bạn 1,5 triệu được chiến này cho bạn xem. Đây là hình dạng đổi sáng nên tổng điểm chỉ số đơn lẻ của nó mới cao như vậy đấy. Vì khi đổi sáng tổng điểm đơn lẻ nó sẽ tăng lên 20% mà. Gần như là các bạn bắt buộc phải đổi sáng thôi. Và mình sẽ xử con Lulala này trước. Ôi, con Lulala sao nó... À, trâu thế, à mình quên mất chưa đọc. Mình bây giờ mới nhớ vì căn bản là con Lulala nó cái skill bị động của nó là 2 lượt đầu rất là trâu luôn. Các bạn thấy không, 2 lượt đầu mình đánh nó mất rất là ít máu. Nhưng mà đến lần thứ 3 các bạn nhìn này. Thốn ngay. Quên mất. Ôi dồi ôi, nó đánh choáng mình rồi. Các bạn nhìn đây, các bạn nhìn này. Chỉ số nó cao chưa, rất là cao luôn, tuyệt vời luôn. Con này đánh em phải dùng cấm hồi nộ. Nó ulti của này mình không chết thì mình ulti. Ui dồi xong rồi, đừng chết nhá. Con Lulala kia nó có ulti bạo kích đánh ra rất là cao luôn, đam còn to nữa chứ. Ui dồi các bạn thấy không? Nó đánh gần như là 100% bạo kích luôn. Các bạn thấy dòng máu đỏ đổ lên không? Bạo kích liên tục. Rồi đây mình sẽ dùng ulti này. Hồi bao nhiêu máu đây? Hồi cái đánh bắt. Ui giời ơi các bạn thấy không? Hồi cái gần đầy cây luôn. Các bạn đánh mà gặp Zingate 100% các bạn mà không sốc đam giết được nó nhanh ấy, thì nói thật là không giết nổi ấy. Cấm hồi nộ để con này mất dùng ulti đi. Đậu xanh lại dùng cái skill boost đấy, lại dùng ulti tiếp. Hồi cũng khá là trâu nhưng mà nó không thể trâu được bằng Zegi Gap. Zegi Gap là nó hồi 100% máu luôn. Bất kể là đối phương skill ulti của Zegi Gap nó có trúng hay không, hay trượt đều là 100%. Các bạn thấy không? Nhìn là nó xóa bút này các bạn thấy không? Vừa nãy cái con Giratina ấy, nó kích cái long ngữ lên full dòng luôn. Cái dòng của nó rất là dài, mình xóa sạch luôn. Đây là may em này có cái skill có cái pro MG Gate đấy, là có cái pro là giảm 50% sát thương bởi những con khắc hệ yếu điểm của hệ đất không bị giảm thì em này cũng rất là dễ chết. Nên admin bắt buộc phải là cho nó một cái điểm nhấn gì đó. Chứ chẳng nhẽ các bạn đầu tư ra 10 triệu hồi em này về. Ừ, đam to đấy, skill xóa bút tốt đấy, nhưng mà vào game không được chơi, chết luôn thì làm ăn gì. 10 triệu luôn, rất là chát. Gần như là đã triệu hồi em này thì phải bắt buộc phải chơi thôi. Để mình sẽ xử con Dialga trước. Mình không xử con Dialga kia thì mình chắc chắn là mình sẽ chết. Vì con kia con siêu diệt rồng mà, rồng đấy rồng nhân 2, nó bắn cái skill rồng đấy thì chỉ có nằm thôi. Đất đấy nhân 2 dùng luôn. Bạo kích, ôi rồi cầu mong là bắn đừng có chết. May quá mình đánh được 2 lần. Đấy là lợi ích của cái speed cao đấy. Speed mình cao hơn tem địch, thành ra mình đánh được 2 lần. Chứ không quả đấy mình vẫn lo sợ là con Zingate kia, cái con Zingate này bị con Dialga kia nó bắn skill rồng một đòn chết nên Con đấy con siêu diệt rồng mà. Uy lực skill rồng cao nhất từ game 200 liền thì đỡ làm sao được. Ui giời ơi, em Giratina này trâu phết đấy. Bắn không thốn lắm. Xóa bút, xóa sạch, sành xanh. Chết đi còn gì. Ui dồi ôi, các bạn nhìn này. Con này chuyên xóa bút luôn. Đấy nhá, cả con Celebi nhá. Các bạn sang dòng chỉ số này, 5.000 speed này, là 35.000, 37.000 dam này, 36.000 crit nhá. Bao nhiêu dòng nhá. Mất tất này, mất sạch luôn. Các bạn nhìn này, đấy chưa. Nó giảm đi kinh khủng luôn, là các bạn thấy cái hệ thống skill em này nó như thế nào đấy. Giảm đi quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà đậu xanh em nó bụng bút khiên chuẩn vậy. Ra khiên liên tục luôn. Kẻ lại hồi đầy cây. Đậu xanh chứ. Ghét thật. Con kia của bạn đấy, Celebi của bạn đấy bút khiên chuẩn thế. Ra khiên liên tục này. Ui dồi ôi. Ulti đan to thế. Chát nhỉ. Cái em này bắt buộc là nó gần như ra là để dành cho phân biệt giữa đại gia và nông dân rồi. Nông dân thì không có những con bé thần thú khác như kiểu Golden, Kyogre hay là Bankia. Mấy con đấy thì nông dân thì các bạn vẫn có thể tích tiền, tích kim cương triệu hồi được. Còn riêng em này thì gần như là không thể. Các bạn tích làm sao được gần 100.000 kim cương để tiến hóa lên dạng 100, mà còn chưa nói là mình còn phải nâng cấp đột phá giống như các tẩy điểm, các dòng, các thứ nữa chứ. Ôi em này bây giờ mà sửa cái skill đất này này, nó là lại một là xóa bút hay là tăng hồi phục nữa thì mới đáng đồng tiền bát gạo. 10 triệu. Chát lắm. Mình cảm thấy cũng chát đây. Thế nhưng mà những bạn nào muốn sở hữu em Zygarde 100% này mà lại đang tính cách chuẩn thì các bạn chỉ cần bỏ ra 2.8 triệu nhé. Các bạn mua ác này về là các bạn sẽ được sở hữu em nó thôi. Không cần phải bỏ ra 10 triệu nâng cấp nữa, mà đây là đã nâng cấp sẵn rồi nhá. Quá tuyệt vời luôn, giá hạt rẻ luôn. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Xóa bút tốt, khả năng hồi phục ổn định. Đam mạnh nữa chứ. Đam rất là mạnh mẽ. Đó. Vậy là video này mình đã review cho các bạn về hình dạng Zigate 100% đổi sáng nhé. Và ác này là có giá 2.8 triệu nhé. Bạn nào mua thì inbox trực tiếp với mình. Cảm ơn các bạn. Ở dưới gọi là ở dưới phần mô tả ấy, mình mới lập một cái nhóm để cho mọi người giao lưu buôn bán và gọi là gì nhỉ, thoải mái, gọi là giao lưu, gọi thoải mái ý kiến để đóng góp ấy, hoặc là muốn khoe kha khoa cái này cái nọ ấy thì các bạn có thể vào nhóm nhé. Nhóm link mình ở phần để phần mô tả. Quên mất không nói ở đầu video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.